Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày hè nắng nóng và thời điểm này để chăm sóc sức khỏe cũng như là detox là rất là nhiều những liệu pháp mà mọi người tìm tới. Nước chanh xả gừng chính là một món được ưa chuộng để giải nhiệt. Hương vị của nó chính là sự kết hợp giữa vị chua, vị cay, vị ngọt dịu, mang lại một cảm giác thích thú với loại đồ uống này. Và nước chanh gừng xả mật ong có công dụng vừa chống cảm cúm lại có thể detox cơ thể và cấp nước. Vâng, thưa quý vị, chanh, xả và gừng thì đều rất là tốt cho sức khỏe. Kết hợp ba nguyên liệu này với nhau thì chúng ta cũng sẽ có một loại nước uống rất là ngon miệng, vừa có tác dụng giải khát lại vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy cùng đến với công thức thực hiện và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Để làm nước gừng chanh xả mật ong, nguyên liệu rất đơn giản. Chúng ta cần một chút mật ong nguyên chất, vài lát gừng, chanh. Chú ý lên chọn loại chanh ta, vỏ dày. Vì chúng ta sẽ dùng vỏ để nấu chứ không dùng đến ruột chanh. Ngoài ra, chúng ta cần một vài củ xả. Lượng thì có thể cân đối, thêm bớt tùy khẩu vị của từng người. Nếu có trẻ nhỏ, chúng ta có thể cho nhiều mật ong hơn một chút cho dễ uống. Về cách làm, chúng ta rửa sạch các nguyên liệu, nhặt sạch, gừng đập dập, xả cắt miếng nhỏ. Chanh thì cắt lấy phần vỏ, tất cả đều cho vào nồi, thêm một chút mật ong để đun cùng. Sau đó cho thêm chút muối trắng, đun trên bếp, vặn nhỏ lửa để các nguyên liệu tiết hết tinh chất. Sau đó đợi nguội chất vào chai, mỗi ngày uống một chút vào buổi sáng. Khi uống pha loãng cho dễ uống. Thực tế, loại nước uống này tốt cho hệ hô hấp, giúp tăng cường khả năng đề kháng và từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng. Khả năng miễn dịch cũng tốt hơn. Bản thân loại nước uống dân gian này dễ tìm nguyên liệu vì gừng chanh xả mật ong đều là các vị thuốc dân gian và được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Lại bán rất nhiều tại các chợ siêu thị, cửa hàng tạp hóa, giá cũng phải chăng. Trong gian bếp của chị em nội trợ cũng thường chuẩn bị sẵn các loại nguyên liệu này cho việc nấu ăn. Bản thân các loại nguyên liệu riêng lẻ cũng có tác dụng rất tốt với sức khỏe. Khi kết hợp với nhau, chúng lại càng được phát huy tác dụng. Gừng là một loại gia vị. Việc sử dụng gừng có từ 4.000 năm trước. Thư viện Y khoa Quốc gia đã tuyên bố rằng rễ gừng được sử dụng trên toàn thế giới để điều trị bệnh buồn nôn, chán ăn và nôn mửa. Vị cây nồng và thơm của nó có thể được quy cho sự hiện diện của các loại tinh dầu và các hợp chất phenolic. Gừng có thể bảo vệ chúng ta chống lại cảm lạnh và cảm cúm trong mùa đông. Loại cây này rất giàu kẽm, chrome, magie, kích thích sự lưu thông máu khiến cơ thể ấm áp hơn. Uống một cốc trà gừng sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và vui vẻ vào bất cứ mùa nào trong năm. Do đặc tính kháng histamine của gừng, gừng có hiệu quả trong điều trị dị ứng, có ức chế sự co thắt đường thở và giúp kích thích sự tiết chất nhầy. Trong nhiều thế kỷ, nó đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho cảm lạnh và cúm. Tác dụng của gừng là vậy. Quả chanh cũng có nhiều tác dụng không kém. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vỏ chanh có khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nhờ có đặc tính giải độc mà vỏ chanh có thể làm sạch gan, giúp loại bỏ các chất độc hại và chất thải ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, vỏ chanh còn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa táo bón. Do hàm lượng vitamin C cũng như các loại vitamin khác trong vỏ chanh rất cao mà nó giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiễm trùng, cảm lạnh, cúm và các vấn đề hô hấp. Mật ong chứa các đặc tính tiêu diệt vi khuẩn. Ngoài ra, nó có chứa một số vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Một trong các chất oxy hóa trong mật ong có thể kiểm soát sự phát triển của các gốc tự do. Mật ong là một chất tăng cường năng lượng, nhanh chóng do sự hiện diện của đường tự nhiên trong nó. Glucose trong mật ong được cơ thể hấp thu nhanh chóng giúp tăng cường năng lượng ngay lập tức, trong khi fructose cung cấp năng lượng liên tục do nó được hấp thụ chậm hơn. Cái mật ong, đặc biệt mật ong, cộng thêm với gừng với cả xả, đó là đặc biệt mật ong có tác dụng là gì? Cải thiện hệ thống miễn dịch, kể cả miễn dịch dịch thể, kể cả miễn dịch tế bào. Cho nên không phải nghiễm nhiên mà người ta coi mật ong đó là một cái vị thuốc đa năng, tức là nó có thể dùng vừa công, nó vừa dùng vừa bổ. Lại kết hợp thêm các kia nữa thì nó rất tốt. Nhưng ngoài ra thì cái tinh dầu của gừng, của xả, mật ong vân vân nó đều có kích thích tiêu hóa và khiến chúng ta là tiêu hóa được thức ăn, chúng ta ăn uống ngon miệng hơn. Nhâm nhi từng giọt mật ong nóng ấm với một chút hương thơm của gừng, của xả và chanh, vị ngọt thơm dịu như một miếng mứt gừng, kết hợp với vị hơi cay nồng đắng nhẹ của vỏ chanh, ngọt thoảng của mật ong khiến chúng ta có cảm giác rất dễ chịu. Nếu thích dùng lạnh thì có thể bỏ đá uống như một món giải khát bổ dưỡng, không đường, giúp chúng ta tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.